Em, bây giờ anh yêu cầu em á, lúc nào là cũng phải chăm sóc khách hàng chu đáo hay chưa? Người ta thấy dịch vụ bên mình tốt, người ta mới quay lại, ta ủng hộ mình. Dạ, ông chủ cứ yên tâm đi, khách hàng là thượng đế, lúc nào cũng đặt khách hàng trên hàng đầu hết. Vậy thì tốt, nhớ lúc nào là cũng phải nhẹ nhàng, lịch sự, là chăm ngôn hay chưa? Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái đó cần gì em tư vấn đi. Dạ rồi. Dạ, chị ơi, chị muốn mua cái gì? Mua nhẫn, bông tai hay là dây chuyền chị? Đây, cái này là mẫu mới về, hàng siêu đẹp. Không được hả chị? Vậy chị coi cái khác đi ha. Dạ, bên này cũng đẹp lắm chị. Chị, ở đây là những mẫu dây chuyền mới và những mẫu bông tai mới. Cái này nè, mẫu này là mẫu mới nhất bên em, có hạt ngọc, rất là đẹp. Sang lắm chị, thử coi. Không được luôn hả? Sao vậy? Sao rồi? Dạ, chị này đang lựa, mà em cũng không biết là chị thích cái mẫu nào nữa, em đang tư vấn. Nghe khách hàng mới hả? Dạ. Nếu khách hàng mới á, giảm giá cho họ 10%, cái này giống như là mình tạo mối quan hệ với khách, mình giữ chân khách, sau này khi mà người ta thấy dịch vụ của mình ok, người ta sẽ giới thiệu với bạn bè nữa. Dạ, em biết rồi. Ráng làm nha, anh đi coi. Chị, cái mẫu này hiện tại bên em á là đang được giảm giá 10%. Dạ, chị cứ lựa đi nha, nếu mà được cái mẫu nào thì chị kêu em. Chị có lựa được mẫu nào không? À, hay là chị thích mẫu nào chị nói đi, bên em có thiết kế riêng nữa làm theo yêu cầu. Không được hả chị? Rồi đi vô đây. Vô đi. Dạ, chào anh. Anh cần mua cái gì? À, tôi đến đây đến để mua một cái đôi bông tai, tại vì sắp tới tôi đính hôn á, tặng dạ. Cho vợ của tôi. Với lại là tặng cho quà sinh nhật cho mẹ bé này. Vậy là anh sắp đính hôn hả? Ừ, đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Vậy để em tư vấn cho. Hay là anh thích vàng hay bạc, hay là mẫu như thế nào anh nói đi, em tư vấn luôn. Được rồi, em cứ tư vấn đi. Dạ. Vậy thì nếu mà về dòng bông tai cho cô dâu á, thì em có đôi này. Mẫu này là mẫu mới nhất của bên em. Vừa đơn giản mà sang trọng nữa. Anh thấy là cái mẫu này nó chưa được phù hợp lắm. Chưa phù hợp hả? Em lựa cho anh mẫu khác đi. Dạ. Vậy thì mẫu này sẽ phù hợp với cô dâu trẻ tuổi hơn. Mẫu này hả? Cái này anh cũng thấy là chưa có ổn lắm đâu. Chưa ổn. Thôi. Bây giờ về đi. Khoan lựa này. Dạ. Bây giờ anh cần mua một cái món quà sinh nhật cho người lớn tuổi á. Người lớn tuổi. Đúng rồi. Vâng. Trời ơi, lâu quá không gặp. Ủa, nay qua đây sắm đồ hay là coi đồ đám cưới đây? Dạ. Ông chủ, anh này là muốn mua đôi bông tai tặng cho cô dâu với lại quà sinh nhật nữa. Xin lỗi nha, tưởng đám cưới rồi. để tôi giới thiệu cho anh mấy cái món trang sức mới, về đẹp lắm. Giang. Dạ. Mấy cái cọng dây chuyền mà anh trưng bày trên đây rồi, nhẫn rồi vàng đóng tiêu chân rồi. Còn mấy cái món khác nữa? Rõ ràng là hồi nãy em thấy còn ở đây mà ta. Ủa em giỡn mặt với anh hả? Anh giao cho em trông coi cửa hàng mà em để mất đồ em không biết làm sao. Dạ em không biết thiệt mà ông chủ. Gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Tại sao trong túi của cô? Dạ tôi không biết. Tôi đâu có lấy đâu. Tôi không ngờ cô là con người tham lam vậy đó. Tôi tin tưởng cô làm gì với tôi lâu rồi, tôi không ngờ cô ăn cắp lòng tham vậy đó hả? Thôi được rồi. Tôi thấy là chuyện này khá phức tạp đó. Em về trước đi. Có gì anh gửi quà sinh nhật cho mẹ em sau nha. Lần này á, khỏi xin xỏ gì hết. Tôi thưa cô
để cho cô đi tù. Bỏ cái tật ăn cắp đi. À, đừng mà ông chủ, tôi thề với ông là tôi không có lái. Ông chủ tin tôi đi. Bây giờ ông chủ tôi cho tôi thời gian đi, tôi sẽ kiếm bằng chứng để cho ông chủ thấy mà. Tang chứng vật chứng rõ ràng, cô tìm cái gì? Anh, bây giờ anh đưa cổ về phường giùm tôi được không? Ơ, ừ. À, đừng có bắt tôi. Thôi nè, ông chủ ơi, tin tôi đi ông chủ. Trời, mất một đống luôn. Ủa nữa. Anh nghe bà xã, anh đang xử lý công việc cửa hàng. Sao vậy anh? Thì con Giang đó, nhân viên lâu năm của mình đó chứ ai. Nó ăn cắp cộng dây chuyền của anh. Rồi anh phát hiện thêm, mất thêm một đống vòng vàng nữa nè. Cái gì? Sẵn có anh công an đây là anh nhờ đưa cổ về phường luôn rồi. Anh xem kỹ camera chưa? Giang là nhân viên lâu năm của anh đó. Em ơi em, lúc đầu anh đâu có tin giống như em đâu. Nhưng mà tang chứng vật chứng rõ ràng là trong túi của cổ. Coi camera làm cái gì nữa? Em nghĩ anh nên xem lại camera đi. Em không có tin Giang là người như vậy đâu. Đừng đổ oan cho người tốt. Được rồi, để anh coi lại chuyện này. Cô làm ở đó lâu như vậy rồi, thì ra cô là người ăn cắp vậy hả? Tôi đã nói là tôi không làm thôi, không ai tin tôi hết vậy. Bây giờ vàng trong túi của cô không lấy thì ai lấy? Không lẽ bây giờ có người nhét vô túi cô hả? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Alo alo, tôi bắt được một đối tượng ăn cắp, đang dắt về trụ sở. Đây. Ôi, ôi, con ta bị gì kìa? Lại nó coi đi, anh muốn cái ra. Nhỏ ra. Nè, tôi biết sơ cứu, thì tôi làm cho. Nè. Ủa? Trong miệng cô có vàng. Cô giải thích đi. Chuyện này là sao? Anh ơi, tôi xin lỗi nha, mọi chuyện hiểu lầm rồi. Vàng không phải là cô Giang lấy, mà chính là cô này nè. Không phải vậy đâu anh. Anh ơi, tôi xin lỗi anh tha lỗi cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa đâu anh ơi. Khỏi cần tha thứ gì trơn á. Nghĩ sao mà con cắp vàng của tôi vậy? Anh ơi, bắt cổ về phường giùm tôi đi. Đi. Anh ơi. Cô Giang ơi, tôi xin lỗi cô nha. Đáng lý ra là tôi phải check camera thiệt là kỹ rồi tôi mới buộc tội cô. Tôi hồ đồ quá à. Với lại cô làm cho tôi rất là lâu năm rồi, tôi phải tin tưởng cô. Cô tha thứ cho tôi nha. Dạ không sao đâu ông chủ, tôi không có để bụng đâu. Miễn sao bây giờ bắt được thủ phạm thì tôi vui rồi. Tôi cảm ơn cô nha. Với lại sắp tới tôi mở thêm chi nhánh nữa, cần một chức quản lý. Tôi nghĩ là cô sẽ phù hợp với cái công việc này. Cô làm cho tôi nha. Ông chủ nói thiệt hả? Tôi nói thiệt. Dạ cảm ơn ông chủ.